Hello, ta chào khỏ. Xin chào các bạn, mình là Vân Anh. Năm 2021 sắp kết thúc rồi và hôm nay chúng ta cùng nhau cùng Nhất Thiền nói lời chào tạm biệt với năm 2021 nha. Ở lính ở y, chai chuyện và chúng ta cùng nhau học thôi. Tôi今年最大的改变大概就是想说的话越来越少。我今年最大的改变, đây là cụm danh từ, mình sẽ dịch cải biến trước, thay đổi, 最大, lớn nhất. 今年, trong năm nay, 我, của tôi, 大概就是, có lẽ chính là 想说的话, đây cũng là cụm danh từ, 话, lời, 想说, muốn nói, 越来越, ngày càng, 少, ít. 我今年最大的改变大概就是 想说的话越来越少. 吃点亏也懒得计较了,再也没有精力去讨好谁了. Chư tiện khuê, chịu thiệt một chút, dễ lạn tợ, cũng lười, chi treo lợ, so đo, sai dễ, không thế nào đó nữa, mấy yếu chinh lị, còn sức lực, truy tháo khảo sấy lợ, lấy lòng ai nữa. Chư tiện khuê, dễ lạn tợ chi treo lợ, sai dễ mấy yếu chinh lị, truy tháo khảo sấy lợ. Sấy tuổi vô khảo, vô chiêu tuổi sấy khảo. Sấy tuổi vô khảo, ai đối xử tốt với tôi, vô chiêu, tôi sẽ. Tuổi sấy khảo, đối xử tốt với người đó. Sấy tuổi vô khảo, vô chiêu tuổi sấy khảo. Chầu chinh tợ rấn, bú khang trụ, lý khai tợ rấn, bù hoạn liễu. Chầu chinh tợ rấn, người, lại gần. Bú khang trụ, không chống cự. Lý khai tợ rấn, người, rời đi. Bù hoạn liễu, không giữ lại. Chầu chinh tợ rấn, bú khang trụ, lý khai tợ rấn, bù hoạn liễu. Wo bian de shen me dou neng li jie. 却也什么都不能相信了。我变得都想念什么都, cái gì cũng, 能理解, có thể hiểu được, thì mình sẽ dịch là có thể hiểu mọi chuyện. 却, nhưng, 也什么, cũng, cái gì, 都不能, đều không thể, 相信了, tin nữa. 什么都不能相信了, không thể tin bất kỳ điều gì nữa. 我变得什么都能理解, 却也什么都不能相信了。 我今年最大的改变大概就是不再向任何人证明自己了。我今年最大的改变大概就是不再向任何人证明自己了。我今年最大的改变, thay đổi lớn nhất trong năm nay của tôi, 大概就是, có lẽ chính là 不再, không, thế nào đó nữa, 向, hướng về phía, 任何人, bất kỳ ai, 证明自己, chứng minh bản thân. 我今年最大的改变大概就是不再向任何人证明自己了。终于咽下了所有脾气，开始对讨厌的人微笑。终于咽下了所有脾气，开始对讨厌的人微笑。终于，cuối cùng cũng咽下了, nuốt xuống, 所有脾气, tất cả tức giận. 开始, bắt đầu, 对讨厌的人, đối với người mình ghét, 微笑, cười. 终于咽下了所有脾气, 开始对讨厌的人微笑. 别人说的对与错, 我都不反驳. 别人说的对与错, 我都不反驳. 别人说的对与错, đây là cụm danh từ, mình dịch 对与错 trước, đúng và sai. 别人说的, mà người khác nói. 我都不, tôi đều không. 反驳, phản bác. 别人说的对与错, 我都不反驳. 被误会, 也懒得拼命解释了. 被误会, 也懒得拼命解释了. 被误会, bị hiểu nhầm, 也懒得, cũng lười, 拼命, ra sức, 解释了, giải thích. 被误会, 也懒得拼命解释了. 喜欢的东西, 也不问别人好不好了. 喜欢的东西, 也不问别人好不好了. 喜欢的东西, thứ mình thích, 也不问别人, cũng không hỏi người khác, 好不好了, có được hay không nữa. 喜欢的东西, 也不问别人好不好了. 再也不会对别人的想法负责. 再也不会对别人的想法负责. 再也, không, nữa, 不会, sẽ không, 对, phụ trợ, chịu trách nhiệm với, 别人的想法, cách nghĩ của người khác. 再也不会对别人的想法负责。不需要人人理解，只要自己开心。
就够了。不需要人人理解，只要自己开心就够了。不需要 không cần 人人理解 người người đều hiểu， 只要chỉ cần 自己开心 bản thân vui vẻ 就够了 là đủ。 不需要人人理解，只要自己开心就够了。当你又瘦又好看，钱包里都是自己努力赚来的钱的时候。当你又瘦又好看，钱包里都是自己努力赚来的钱的时候。当的时候 khi 你 bạn 又瘦 vừa gầy 又好看 vừa xinh đẹp， 钱包里 trong ví 都是 đều là 自己努力赚来的钱。 đây là cụm danh từ mình sẽ dịch chén trước tiền， 自己努力 tự mình nỗ lực， 赚来 kiếm được。 当你又瘦又好看，钱包里都是自己努力赚来的钱的时候，你就会恍然大悟，哪有时间患得患失？你就会恍然大悟，哪有时间患得患失？你就会 bạn sẽ 恍然大悟 bỗng nhiên tỉnh ngộ， 你就会 bạn sẽ 恍然大悟 bỗng nhiên tỉnh ngộ， 哪有时间 làm gì có thời gian 患得患失 suy tính thiệt hơn， 你就会恍然大悟。哪有时间患得患失？哪有时间猜东猜西？哪有时间揣摩别人？哪有时间猜东猜西？哪有时间揣摩别人？哪有时间 làm gì có thời gian 猜东猜西 đoán tây đoán đông？ 哪有时间 làm gì có thời gian 揣摩 suy đoán 别人 người khác？ 哪有时间猜东猜西？哪有时间揣摩别人？你若盛开，蝴蝶自来。你若盛开，蝴蝶自来。你若牛伴盛开，那座蝴蝶 bướm bướm 自来 tự đến。你若盛开，蝴蝶自来。你若精彩，天自安排。你若精彩，天自安排。你若牛伴精彩。xuất sắc， thiên trời tự an bài tự an bài， nǐ ruò qīng cài thiên tự an bài. Sau đây mình cùng nhau xem lại toàn bộ đoạn video này nha. 当你又瘦又好看，钱包里都是自己努力赚来的钱的时候，你就会恍然大悟，哪有时间患得患失？哪有时间猜东猜西？哪有时间揣摩别人？你若盛开。蝴蝶自来，你若精彩，天自安排。Và như vậy chúng ta vừa cùng nhau học tiếng Trung cùng Nhất Thiền qua video 2021 Chai Chien tạm biệt 2021. Chúc các bạn một năm 2022 tràn đầy niềm vui, sức khỏe và thành công. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo. 今天就到这吧，谢谢大家，再见。